thơm dễ sợ luôn á. Mắm ruốc á có lẽ là món ăn khoái khẩu của rất nhiều bạn, trong đó có tôi nè. Vậy các bạn có biết tiêu chuẩn đánh giá một loại mắm ruốc ngon là như thế nào không? Để có được mắm ruốc ngon, khâu lựa chọn nguyên liệu là cực kỳ quan trọng. Người ta sẽ chọn con ruốc có màu sắc tự nhiên, đồng đều, không có mùi lạ bất thường. Phần đuôi của ruốc hơi cụp lại, sờ vào có cảm giác chắc. Nếu con ruốc có phần đuôi cụp mà mềm nhũn, tức là ruốc ương, không thể sử dụng. Mắm ruốc ngon cần ít nhất thời gian ủ là 6 tháng, hạn chế mở nắp vì tiếp xúc không khí sẽ làm mắm biến vị. Nếu mắm ruốc có màu bầm đỏ, có mùi men chua, chứng tỏ mắm ruốc đã chín, đủ tiêu chuẩn ngon để sử dụng và chế biến. Còn mắm ruốc có mùi tanh, màu sắc chưa đạt là thời gian ủ mắm chưa đủ và chưa thể sử dụng. Và để lựa chọn một lò mắm ruốc ngon mà không cần phải lăn tăn suy nghĩ, tôi sẽ chỉ mọi người, đó là mắm ruốc Trí Hải. Với gần 30 năm có mặt trên thị trường, có nguồn gốc từ con ruốc của xã đảo Long Sơn, do cư dân bản địa đánh bắt lâu đời bằng công cụ chủ yếu là ghe tam bản, quãng đường di chuyển ngắn, vì vậy luôn giữ được độ tươi ngon mà không nơi nào có được. Đặc biệt, mắm ruốc xào xả ớt Trí Hải rất phù hợp để chấm các loại trái cây. Các bạn hãy dùng thử và chia sẻ trải nghiệm của mình nhé.